Xuân, Sơn Tùng làm kỳ phùng địch thủ. Đầu này bên nữ nhỉnh hơn một bậc. Xếp vào sụ vẫn quay phong xanh giả trân. 3 năm trước. Bây giờ. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhà Bích Phương cộng mát phong cách Tăng Duy Tân chắc chắn sẽ trend. Thành ra cái ca khúc này nó cũng là một cái lần để chị thu thập data, chị nghe phản ứng của khán giả và chị điều chỉnh. Rất là muốn lắng nghe, chị rất là muốn biết khán giả họ cảm nhận như thế nào những cái sản phẩm của mình. Ai trả chủ tịch thời hãy trao cho anh lại đi. Tại vì em rất sợ là em bị một màu. Thế cho nên là nghệ sĩ luôn luôn phải thay đổi. Nghệ sĩ không thể bảo thủ, nghệ sĩ phải chấp nhận, nghệ sĩ phải biết cái gì đúng cái gì sai để có thể nghe và hiểu, để có thể biết mình đang ở đâu. Người cứ bảo là anh thì fan mày quan tâm làm gì, không được, phải quan tâm họ, tại vì chính họ luôn cho em những lời nhận xét có khi là khó tính và khắt khe nhất. Đôi khi em phải cảm ơn họ rất là nhiều, nhưng nếu như mà em chinh phục được họ thì lúc đó là em lại thành công hơn nữa. Vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 3, cuộc đối đầu giữa Sơn Tùng và Bích Phương chính thức khởi động với sự đa lầu của hai MV Chúng Ta Của Tương Lai và Nâng Chén Từ Sâu. Điều được biết đến là hai nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz nên dân tình nhanh chóng đặt lên bàn cân so sánh giữa hai sản phẩm. Trái ngược với sự mong đợi của fan, giọng ca gốc Thái Bình gây thất vọng trong khâu dàn dựng bối cảnh. Nam ca sĩ gần như sử dụng phông xanh giả trân để làm nền. Hơn thế nữa, việc lồng ghép quá nhiều hình ảnh khiến Sơn Tùng đang mất dần chất sang vốn có. Dẫu vậy, thành tích của anh vẫn xứng danh là nam nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt khi chỉ vừa công chiếu một tiếng đã chạm ngưỡng hơn 1 triệu view. Cùng lúc đó, Bích Phương cũng trình làng ca khúc đáng mong đợi với sự chấp bút của tình tin đồn Tăng Duy Tân. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ sẽ thắng lớn và nhanh chóng biến MV trở thành trend trong thời gian tới. Đặc biệt về chất lượng cũng như độ đầu tư cho đứa con tinh thần lần này thì công chúng đang đánh giá Bích Phương có phần những hơn Sơn Tùng. Trước đấy, fan Sơn Tùng và Bích Phương từng có màn đấu khẩu bất phân thắng bại khi cả hai idol đều đăng tải poster sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ của giọng ca sinh năm 1994 lại lập tức để lại nhiều bình luận kém duyên khi nhắc đến Bích Phương. Cụ thể, một khán giả viết: nghĩ cũng ngộ, người tung tin comeback rõ ràng là nói tiếp câu chuyện MV trước, nhưng lắm chạy cố hiểu theo hướng khác, để rồi chuyện không như ý họ thì chơi PR này nọ. Còn người dùng chính câu chuyện cá nhân để chạy PR vội thì không biết lắm chạy sẽ chơi gì đây. Chắc chơi là chiến được độc đáo, mới lạ. Nhiều người còn nhanh chóng soi ra dường như phía Bích Phương vội vàng thông báo quay trở lại sau khi thấy đàn em đang đàn trước đấy. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán từ dân tình nên hoàn toàn không đáng tin cậy. Công chúng đang cho rằng Bích Phương cố tình để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò với Tăng Duy Tân để thu hút truyền thông. Bởi lẽ trước đấy cô được xem là mỹ nhân kính tiếng nhất nhì Vbiz. Việc bị phát hiện hẹn hò trùng với thời điểm ra MV khiến ai nấy đều đặt dấu hỏi lớn. Đây không phải lần đầu tiên Bích Phương và Sơn Tùng đối đầu trực diện khi chọn ngày trở lại trùng nhau. Thời điểm 2018, Bích Phương nhận về khá nhiều tranh cãi. Một số bình luận nói rằng cô kế bên cố tình ra mắt MV chung ngày với Sơn Tùng để thu hút sự chú ý. Trước những ý kiến đó, Bích Phương cũng chia sẻ trong một talk show kế hoạch comeback đã định sẵn từ khi hoàn thành Song Audio. Tôi nghĩ chắc là ý tưởng về thời điểm trùng nhau, vì các anh chị em nghệ sĩ có ai nói với nhau câu nào đâu mà tất cả cùng ra mắt sản phẩm vào tháng 5. Không phải né ai hay canh ai cả mà đến thời điểm đã định mình ra thôi. Tôi nghĩ không ai mất gì và sàn nhạc V-pop sẽ rất vui, rất nhộn nhịp. Dĩ nhiên khi có thông tin những nghệ sĩ khác ra sản phẩm cùng thời điểm thì cả ekip đã cùng ngồi lại nói chuyện. Nhưng mình đã làm 200% sức lực để ra sản phẩm tốt nhất rồi, nên không có gì phải thiếu tự tin cả. Nếu cứ đánh người này thì lại đánh người nọ. Tôi không muốn đình trệ thêm vì đã 9 tháng không ra mắt rồi. Tôi cũng tự tin về sản phẩm của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.